Vâng, xin chào các kỹ thuật viên ô tô trên toàn quốc. Tôi là Kiên, hiện tại tôi đang công tác tại bộ phận kỹ thuật công ty cổ phần Ô Đèn Nam. Và như các bạn đã biết thì trong 2 năm gần đây thì cái tên Gken 2 là một cái tên rất là hot trong các dòng máy chẩn đoán ô tô hiện đại được sử dụng rất là nhiều tại thị trường Việt Nam. Việc sở hữu một hệ thống chẩn đoán cực kỳ sâu và đặc biệt là máy có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt đã đem lại hiệu quả rất là cao trong việc sửa chữa và chẩn đoán các dòng xe, giúp cho các kỹ thuật viên có thể xử lý công việc một cách rất là dễ dàng. Thì trong năm vừa qua, các kỹ thuật viên của công ty cổ phần OBD Việt Nam đã review các tính năng trên dòng xe châu Á như là Toyota, Hyundai Kia và Lexus v.v. Thì các bạn đã hiểu được các tính năng của Gken nó làm việc nó hiệu quả như thế nào. Thì trong ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng mời các bạn cùng nhau chúng ta review các tính năng của Gken trên chiếc BMW 320i, một thương hiệu đến từ dòng xe châu Âu, xem thử Gken có làm việc hiệu quả như vậy hay không. Vâng, xin mời các bạn. Vâng, vừa rồi thì tôi đã thực hiện kết nối các chẩn đoán của Gken 2 với cổng OBD trên xe. Và chúng ta bấm nút nguồn để chúng ta khởi động Gken 2 lên. Thì các bạn có thể thấy đây là giao diện làm việc của Gken 2. Thì ở đây sẽ có 5 mục chính mà Gken 2 hỗ trợ. Đó là thư mục Header. Thư mục này thì chúng ta dùng để truy cập vào các cái ảnh chụp màn hình Gken 2 trong quá trình chúng ta làm việc, hoặc là dữ liệu ghi nó sẽ lưu trong này. Thì các bạn cần lấy thì các bạn vào phần trong phần này để chúng ta lấy dữ liệu ra. Tính năng thứ hai là tính năng OD2. Tính năng này thì dùng để đọc lỗi chung trên các dòng xe OD2, chuẩn EOBD v.v. Và chức năng chính của Gken 2 đó là chức năng chẩn đoán. Nó gồm các dòng xe cho phép chúng ta thực hiện công việc chẩn đoán. Thì chúng ta vào phần này. Tính năng thứ tư của Gken 2 hỗ trợ đó là tính năng đo xung. Thì Gken 2 là một thiết bị rất đặc biệt, đã được nhà sản xuất tích hợp thêm một bộ đo xung gọi là VMI. Thì với cái bộ đo xung này thì chúng ta có thể thực hiện các tính năng đo của một thiết bị đo xung. Chúng ta có thể thực hiện các tính năng đo của một đồng hồ đo điện đa năng. Và ngoài ra thì có một tính năng nữa, đó là tính năng chúng ta mô phỏng giả lập tín hiệu trong quá trình chúng ta chẩn đoán sửa chữa. Và một này thì lưu các phần ưa thích của chúng ta. Như tôi đã nói lúc trước thì Gken 2 có một tính năng rất là ưu việt, đó là hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Cho nên là trong quá trình chúng ta chẩn đoán thì chúng ta có thể hoán đổi giữa ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ tiếng Anh. Nếu mà chúng ta cảm thấy ngôn ngữ nào thuận tiện thì chúng ta cài đặt vào trong máy. Thì việc cài đặt rất là dễ dàng, các bạn vào phần setting. Các bạn nhìn bên này thì có một phần gọi là ngôn ngữ, đối với tiếng Anh là language. Thì các bạn vào trong này thì các bạn chỉnh cả ngôn ngữ. Thì ở đây chúng ta có thấy người Gken 2 hỗ trợ 4 cái ngôn ngữ, đó là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Myanmar và tiếng Việt Nam. Thì ở đây tôi chọn Việt Nam cho các bạn dễ hình dung. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ cùng các bạn review vào cái phần chính của Gken 2, đó là tính năng chẩn đoán. Các bạn phần chẩn đoán. Ở đây thì đối với dòng máy đa năng nên là Gken 2 sẽ hỗ trợ hầu như đầy đủ các dòng xe ở đây. Bên này là nó phân chia theo thị trường, đó là thị trường châu Âu, thị trường châu Á, thị trường Mỹ và thị trường Trung. Hoặc là chúng ta có thể chọn tất cả các vùng miền nằm ở khu vực này. Thử review sơ qua các dòng xe Gken hỗ trợ như là BMW, Audi, Chevrolet, Daewoo, Ford, Hyundai Kia, Honda, vân vân, đầy đủ tất cả đều hiển thị ở đây. Và ngoài ra thì Gken 2 cũng có hỗ trợ chúng ta thêm việc chẩn đoán xe tải. Các bạn thấy ở đây có một Asian Truckboard. Thì các bạn vào đây thì dùng để chẩn đoán trên những xe tải. Thì để chẩn đoán trên dòng xe BMW thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần click vào cái biểu tượng của BMW. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện chọn cái model xe. Đối với BMW 320i thì các bạn chọn Series 3. Và các bạn chọn tiếp theo đó là chọn năm. Ở đây tôi chọn Series 3 từ 2006 đến 2011. Rồi. Ở đây nó sẽ có 4 mục.
do tìm hệ thống là nó sẽ quét tất cả những cái hệ thống được lắp đặt trên xe. Còn Spatial Function thì nó hỗ trợ các tính năng đặc biệt chẳng hạn như là reset nhớ, vân vân. Còn dẫn động là các hệ thống liên quan tới truyền lực chẳng hạn như là động cơ, hộp số, hệ thống bơm nhiên liệu, phần khung gầm, các hệ thống liên quan tới phần gầm và phần điện body. Chúng ta thử chọn vào động cơ. Động cơ thì đối với BMW ký hiệu của động cơ là GME, là phần điện điều khiển động cơ. Và chọn vào và đây các bạn có thể đọc lỗi bằng cách click vào chọn vào phần restful memory hoặc là đọc data diagnostic scan ghi lại dữ liệu ở trình chẩn đoán. Các bạn có thể kích hoạt các cơ cấu chấp hành, các công tắc component triggering hoặc là chức năng đặc biệt Energy Intensification là nó đọc thông tin của một bài su. Để đọc lỗi thì chúng ta chọn vào Restore Memory, chúng ta click Enter là nó sẽ đọc vào. Ở đây chúng ta thấy Vulcan 2 đã đọc được lỗi, hiện tại đang lưu trong động cơ. Có hai lỗi là lỗi cải báo và cảm biến mặt xoáy oxy trước bộ catalyst và lỗi liên quan tới hộp chìa khóa. Để thực hiện xóa lỗi, các bạn click vào phần xóa. Ok, quay lại đi. Anh nói lại đi, phần để xóa lỗi. Ok, nói đi. Để thực hiện xóa lỗi, các bạn chọn vào mục xóa. Đối với tiếng Anh là Erase. Click vào đó. Chúng ta click OK. Đó, các bạn có thấy là lỗi lúc đầu chúng ta đọc thì sẽ có hai lỗi. Và sau khi chúng ta xóa thì lỗi nó không còn. Tuy nhiên thì để kiểm tra chắc chắn thì các bạn khởi động động cơ và các bạn cho nổ và chúng ta tiến hành đọc lại xem thử cái lỗi đó là lỗi lịch sử hay là lỗi nó còn lưu lại trên xe. Chúng ta thực hiện đọc lại. Các bạn thấy là cái lỗi trước là có hai lỗi, một lỗi đã xóa được và một lỗi giờ hiện tại đang báo là lỗi oxy sensor. Thì đối với cái lỗi mà sau khi chúng ta xóa nó vẫn còn thì các bạn bắt buộc phải xử lý cái lỗi đó rồi chúng ta xóa mới hết. Chúng ta review thêm vài tính năng nữa. Tính năng diagnostic scan là tính năng nó sẽ cho phép đọc data. Ở đây thì Vulcan 2 phân vùng data chẳng hạn như là data về phần khí nạp, data đo về tốc độ động cơ, data và đo về foot pedal, đo về các bàn đạp, data đo về fuel tank, bình nhiên liệu, data đo về đánh lửa, vân vân. Tôi chưa thử chọn cái phần air supply, data về phần khí nạp. Các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta đo được cái dòng gió vào, áp suất ngoài trời, cái độ mở bơm ga, vân vân. Chúng ta thử vào đo data đo tốc độ động cơ hiển thị ở đây. Phần ghi dữ liệu động thì thực hiện ghi dữ liệu trong quá trình chẩn đoán. Thì phần này thì chúng ta thực sự là chúng ta cũng rất ít khi dùng. Chúng ta đến một phần nữa, đó là phần Component Trigger. Thì phần này sẽ cho phép chúng ta thực hiện kích hoạt các cơ cấu chẩn hành trên xe. Đó, các bạn thấy ở đây giao diện này chúng ta có thể thực hiện việc ngắt các kim phun để chúng ta kiểm tra động cơ. Các bạn lưu ý một phần là bên này á, nó sẽ có cái điều kiện để chúng ta thực hiện cái thao tác kích hoạt. Chẳng hạn như ở đây là chúng ta sẽ không có thực hiện lái xe và chúng ta chỉ đỡ động cơ nổ. Và chúng ta tiến hành ngắt chọn cái phần mà chúng ta cần kích hoạt. Chúng ta bấm lựa chọn, sau đó chúng ta on là cái cơ Ken 2 sẽ thực hiện đưa tín hiệu vào hộp và thực hiện kích hoạt cái cơ cấu đó, ngắt đi.
để kết thúc quá trình thì các bạn click off là xong. Các bạn hãy lựa chọn ở đây cho các bạn có thể thấy là có thể kích hoạt kim, kích hoạt điều khiển bơm xăng hoặc giải nhiệt, vâng vâng. Cái tính năng thứ 5 đó là các chức năng đặc biệt. Các thử vào thử trong phần này có thể được kiện 2 cho phép chúng ta clear các giá trị adaption, hoặc là chúng ta reset lại cái giá trị của hệ thống van vanot, hoặc là chúng ta học lại cái vị trí giới hạn của cụm van tronic. Thì đa số các thao tác này chúng ta thực hiện khi mà động cơ xảy ra lỗi, hoặc là trong quá trình chúng ta đại tu động cơ thì chúng ta cần học lại cái giá trị cho nó chuẩn xác, thì chúng ta vào những phần này. Đó là cái tính năng trong phần động cơ. Chúng ta thử vào trong phần hộp số. Thì tương tự hộp số, nó Gen 2 vẫn hỗ trợ chúng ta việc đọc lỗi, đọc data, ghi dữ liệu, kích hoạt cửa cấu chấp hành, thực hiện cái chức năng đặc biệt và nhận diện cái thông số của hộp điều khiển. Chúng ta vừa đọc lỗi thì không có lỗi hộp số. Phần đọc lỗi với phần đọc data thì hai phần này khá là cơ bản đối với các máy chứng đoán, thì hầu như là đa số máy nào cũng hỗ trợ được. Tôi trong phần này thì tôi sẽ review lại những cái phần sâu sắc của Gen để chúng ta thực hiện trong công việc sửa chữa mà những dòng máy chẩn đoán thông thường không thể thực hiện được. Chúng ta thử vào phần chức năng điều xem thử có gì nhé. Oil change, hệ thứ dầu, chức năng kích hoạt. Ở đây có thể reset can lên. Reset các van, reset service line, dòng hộp số, reset control unit. Hầu như là khá là đầy đủ các tính năng, không thiếu gì. Rồi thì chúng ta đã vào phần dẫn động. Bây giờ chúng ta vào trong phần gầm xem thử các hệ thống nào Gen hỗ trợ. Trong phần gầm thì chúng ta có hệ thống AL, hệ thống tay lái kích hoạt, hệ thống GSC, hệ thống điều khiển ổn định động học. Nó giống như hệ thống ABS VSC trên cái dòng Toyota. Hệ thống EDC, hệ thống điều khiển giảm chấn điện, hệ thống phục hơi, hệ thống EPS, hệ thống trợ lực lái điện, hệ thống IDC, hệ thống điều khiển áp suất lốp. Chúng ta vào trong phần điện body. Ở đây có hệ thống audio video navigation, hệ thống định vị âm thanh giải trí, hệ thống các tính năng của hệ thống